mà họ suy nghĩ Có được đăng không? À. tốn tiền không? <laughs> đó, thành ra họ nói ơi bây giờ Vợ mình con đâu nhà nước luộc đăng đăng đê đê. đi 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 hát mới qua được có 10 năm đăng cực khổ không công Bây giờ lại là làm cái chuyện rắc rối Mua chuyện rắc rối người mình Thành ra đừng nghĩ là họ họ cái, cái đừng nghĩ xấu giỏi nhưng mà đó là cái hoàn cảnh của họ như vậy và sau qua những ma chiếc của, của cuộc chiến vừa rồi tạo nên cho họ cái tính nghi ngờ và lo lắng như vậy. Cái đó là cái tôi làm việc cộng đồng đã lâu và tôi nhận định như vậy. Và trong cái vấn đề này cũng chia sẻ một tầng, thưa quý vị này, chúng tôi có liên lạc với một số người dân bình thường và một số đồng hương xin mời lên hôm nay để trong cái chương trình này thì hầu như bảo thôi ông Liêm ông thả tôi đi, tôi hiểu vấn đề, tôi hỗ trợ ông này, tôi hỗ trợ ông kia, tôi đồng ý cái điểm này không được bên bên kia. Nhưng mà khi mời lên xuất hiện người ta ngại ngục, Thế đó là cái điều mà chúng tôi đã liên lạc thể theo cái lời đề nghị của bác sĩ Đức. Vâng, xin mời hình như là chúng tôi cũng chỉ trình bày những cái điều mà chúng tôi biết được mà thôi còn muốn việc kết luận là đồng hương là những người sẽ kết luận chúng tôi thấy rằng cái thiên chức của cái người cầm bút rất quan trọng mà tôi cũng hơi băn khoăn là tôi thấy vị trí của cái bà tuyết mai rất là quan trọng ở cái chỗ rằng bất cứ một cái sinh hoạt nào dù lớn hay dù nhỏ đều có sự hiện diện của bà ấy và gần như là bảy nói thay cái tiếng nói của chủ tịch cộng đồng và chủ tịch liên hội của chiến sĩ tôi không hiểu rằng cái quy lực phía sau của bà tuyết mai lớn đến độ như thế nào mà hai vị chủ tịch đó cảm thấy rằng cần phải tự đặt mình dưới một cái sự điều khiển vô hình nào đó thông qua cái bà tuyết mai đó phải chăng nếu cái khả năng viết phóng sự tường thuật trung thực thì tôi nghĩ rằng đó là cũng là cái điều đáng khen ngợi và tuyên dương nhưng mà tôi nghi ngờ vì qua cái chuyện tường thuật của bà Tuyết Mai trong cái nội dung cái buổi họp của liên hội Cụ chiến sĩ mà tôi hiện diện thì tôi thấy rằng sai cố tình cắt ngắn và làm sao đó đạt đến một cái mục đích đã có sẵn gây nên một cái sự băn khoăn cho rất nhiều người. Mà cái điều đó lại được sự đồng thuận của chủ tịch liên hội cụ chiến sĩ. Bà trước mai cũng làm một cái cuộc phỏng vấn ông chủ tịch cụ chủ tịch uh, cộng đồng là ông Nguyễn Cao quyền. Tôi nghĩ rằng giờ này có lẽ ông Nguyễn Cao quyền cũng cảm thấy ân hận ở cái chỗ rằng có người nào đó đã làm cũng như là put her works yeah. in my mouth yeah. họ đem cái tiếng nói của họ họ gắn vô họ cho đó là cái sự phát ngôn của mình điều đó tôi thấy rất là quan trọng mà gây nên rất nhiều cái mâu thuẫn đó là dơ bệnh những cái chuyện tường thuật đó tôi nghĩ là chẳng hạn như có những cái buổi nói chuyện như ngày hôm nay người nói sẽ trách nhiệm cái điều mình nói còn cái khi thông qua một cái cuộc phỏng vấn bằng điện thoại rồi về mà viết lại viết theo cái ý mình chủ quan có hướng dẫn sai dư luận có những cái mục đích tiềm ẩn gây phân hóa lũng đoạn hàng ngũ người quốc gia chống cộng có vân vân và vân vân vì vậy chúng ta thấy rằng cần phải cảnh giác những cái phần tử có thể xâm nhập gì với mục đích tạo đó có một cái vấn đề rất là quan trọng như vậy ông liêm mà bà con họ rất nhiều người quan tâm xin văn tất ok họ nói vậy nè quý vị cứ cãi nhau vòng vòng một hồi á rồi cuối cùng không đi vào mục tiêu tôi nói ví dụ ông hồng phúc ông á tố cáo là đại nghiệp việt nam hải ngoài liên lạc có liên lạc với cặp cái vấn đề được đặt ra là không được nói, không nói ông hồng phúc xấu ông hồng phúc tốt ông đồ hồng anh tốt ông đồ xấu gì cả mà có liên lạc với cọc hay không mà lại không có được cứ cả nhau hồi loài ra ông Hồng Phúc xấu ông Hồng Phúc và bê bối ông đồ Hồng Anh này ông Lưu liên gặp kia bà Lưu liên gặp kia cái đó không đúng bà con yêu cầu tất cả lực lượng báo chí phải đi vào cho tầng trọng tâm của vấn đề vâng đó. vâng à, thưa quý vị ngọn cờ vàng Việt Nam Cộng hòa là một biểu tượng vô cùng thiêng liêng và cao cả và quan trọng của người Việt Nam thiên nạn chúng ta phải có bổn phận để bảo vệ gìn giữ bảo vệ kỳ đài của ngoại tình đốn không phải là công việc của cá nhân đây là một công việc của tất cả những người Việt Nam tị nạn, đặc biệt những người cư ngụ trong vùng ngoại thành đốn. Trân trọng chúng tôi xin yêu cầu tất cả các tổ chức, các quý hội đoàn và tất cả các nhân thành viên của tổ chức cộng đồng vùng ngoại thành đốn Maryland, Virginia hãy cùng với tất cả đồng hương ở trong vùng chúng ta phải có bổn phận bảo vệ ngọn cờ này và nhất quyết chúng ta sẽ không để cho một số người đem ra sử dụng với những ý đồ bất khuất. Đây là những cái điều mà truyền hình Việt Nam vùng Ngoại trưởng Đốn xin được đạt đến quý vị, truyền hình Việt Nam Bộ Ngoại trưởng xin được trân trọng, cảm ơn bác sĩ Lê Văn Trực, cảm ơn sĩ ông nguyễn Văn Tần và cảm ơn ông Nguyễn Văn trong cái buổi hôm nay chúng ta chia sẻ một vấn đề khá phức tạp và khó khăn hôm nay một lần nữa truyền hình Việt Nam Bộ Ngoại trưởng Đốn xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn Liêm cảm ơn quý vị khán giả. Quý vị. thính giả. Cảm ơn ơn thính giả và tôi mong rằng thính giả đừng có tròn như bi nữa. Yeah. Đồng bào tỷ nạn đừng có tròn như bi nữa.